Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Em đây là Tuấn. Thì hôm nay thì để thay đổi bầu không khí cũng như thay đổi màu sắc thì em ra một cái khu này là khu quy hoạch. Phía sau em là cái bờ sông, con người ta gọi là sông Cạch Chiếc đó các bạn. Đây thì nói chung cá trê thôi, chỉ đa số là cá trê là nhiều. Cá tra thì tới mùa nó mới về đó, thì em quay thì cây cỏ gió mát tăng thanh thì em quay cho nó, thì nói chung là một phần là thay đổi bầu không khí, thay đổi màu sắc cho anh em cần thủ cũng như mọi người xem nó không bị nhàm chán ha. Thì đến với clip này thì em muốn giới thiệu với các bạn một dòng cần câu cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Abu đó. Thì đặc biệt cái dòng này á, em kết ở chỗ là cái phần phôi, phần cán và phần khoen đó. Thì em sẽ nói sơ trước nha các bạn. Cán thì cán giả rổ, phôi thì nó là phôi, nó làm cái đặc biệt. Phần gốc á, là phôi sắn caro, phần trên lóng trên á, lại là phôi sắn ít. À, đặc biệt các bạn, thường khi cần người ta nó chỉ có một loại phôi thôi, thằng này nó có hai loại phôi đó. Khoen là khoen Fujizit. Zit thì các bạn hồi em sẽ nói cụ thể về cái phần fan Fujizit này cho các bạn hiểu hơn. Và fan Fujizit chân là chân ca. Đó. Thì cái dòng cần mà em giới thiệu là cái dòng đây. Đây hiện tại em có về được 3 size dòng này các bạn. Abu. Đến từ thương hiệu Abu nha các bạn. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cái dòng này cho các bạn xem để các bạn hiểu rõ hơn về dòng này ha. Đây thì trước mặt các bạn là 3 size nha các bạn. Hiện tại mẫu này mình có 3 size 2m4, 2m7 và 3m. Đó. 2m4, 2m7 và 3m. Thì cần mình nó sẽ được bọc trong một cái bao nhung như thế này nha các bạn. Đây, đến từ thương hiệu Abu. Abu Asika Fitter là 10. Thường số 10 là tương ứng với là size 3m nha các bạn. 10 9 8 9 là 2m7 và 8 là 3m. Thì bây giờ mình sẽ bóc tem nó. Mình sẽ khui hộp nó ra cho các bạn xem. Thì mỗi cái cần nó sẽ có một cái lớp giải nhung như thế này, bảo vệ cần mình khi mà vận chuyển hoặc là đi câu xa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nha các bạn. Đó. Bảy và 3m. Hàng này nói chung mấy bạn nhìn thôi là đủ mê rồi, hàng cực kỳ chất lượng luôn và thiết kế cũng cực kỳ độc đáo luôn. Mẫu mới bây giờ, nhưng mà mẫu này là mẫu 2019 luôn, mẫu mới ra tức thì luôn, mình ôm về liền, mình thấy hàng đẹp quá là mình hốt về liền. Đó, thì sơ là gần hé lộ hay nhé các bạn. Thì một xíu mình sẽ chuyển chi tiết vì sao nó đặc biệt, vì sao nó như lúc đầu mình có giới thiệu sơ ha. Rồi đây mình sẽ bóc ra, đây xong hết rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái dòng bắt đầu từ cái cây 3m nha. À, đến từ thương hiệu Abu Asika Fitter. Đó. Về chiều dài nó là, chiều dài của nó là 3m. Đặc biệt các bạn, tải chì của nó là 50 đến 100, nhưng mà tải cá bạn thấy không? 40 lb. Tải cá nó là 40 lb, là cái loại này tương ứng nó tầm khoảng 20 kg nha các bạn. 40 lb thì nó tầm khoảng 18 19 kg á. Nhưng không tới 20, nhưng mà đổi ra về cái trọng lượng của mình. Đó. Cán là cán giả rổ, cán bần phụ keo, thằng này nó làm rất là đẹp các bạn, rất là tinh xảo luôn. Đó, phần đít của nó, thường những dòng cán bần phụ keo nó đóng một cái miếng thôi, nhưng mà nãy này nó chơi cho mình nguyên một cục cao su như thế này luôn. Đó, nhìn rất là đẹp phải không?
mà đi câu bạn có giọng hay là các kiểu, rồi cái địch này rất là mềm đó, cán cần thì rất là dài. Đoạn này cỡ từ đây lên đây chắc cỡ 40-50 các bạn, đoạn này nè đó. Thì phần khoen của nó là khoen Fuji Zit và chân là chân ca nha các bạn, chân ca Fuji Zit nè, OTC Zitrin. Thì mình nói thêm một phần về khoen này các bạn, hiện tại trên thị trường, hiện tại trên thế giới luôn, về nói về dòng khoen Fuji thì dữ nhất là dòng khoen Ron, tức là dòng khoen mạ vàng đó các bạn, nó chơi mạ vàng trong cái xứ này luôn. Kế thằng Ron thì nói chung Ron thì chỉ dạng đại gia hay là anh em nào độ cần lại mới chơi thôi, vì cái giá trị nó rất là lớn nha các bạn. Vàng là vàng vàng thiệt của mình đó nha, vàng 18 của mình á, chứ không phải là mạ màu vàng không. Đó. Thì cái thứ hai, kế nó là phần Fuji Zit này. Thằng Zit này à, kế thằng Ron tức là thằng Zit này thuộc dạng là thằng cao cấp. Nó chỉ thua thằng vàng thôi các bạn. Đó. Thì cái xứ đặc biệt xứ thằng Fuji Zit này cực kỳ, nó gọi là chắc nhất. Chắc nhất, bền nhất, khỏe nhất, nhẹ nhất. Đó. Thì kế thằng Fuji Zit này á, là Fuji Akunai. Thằng Zit này á, là nói về cái xứ nha các bạn. Xứ. Còn cái chân này á, là chân ca. Rồi ví dụ Fuji Akunai chân bớm. Đó. Thì cái phần xứ ở trong đây được gọi là Fuji Zit nè. Người ta hay còn gọi là sấm khói các bạn. Fuji Zit. Đây. Thì đặc biệt cái dòng này cực kỳ tốt, nó bị so về những so sánh giữa cái phần giữa anh em Fuji với nhau thì thằng Zit này thuộc gọi là đứng top 1. Chỉ thua thằng vàng thôi các bạn. Đó, thì Zit nè, xong tới là Akunai, xong tới là Gilder là dạng Fuji bình thường. Đó. Thì thằng Fuji Zit này cực kỳ tốt nha các bạn. Nó đứng top 10 mà, đứng top 1 chỉ thua thằng vàng thôi. Đó thì chân á là chân ca, các bạn thấy không? Chân là chân ca. Đó, chân ca rất là đẹp, chân cao luôn. Bạn thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây Fuji nó sẽ đóng cho mình một cái mộc Fuji ngay đây. Đó. Nè, chân ca chân cao nhìn rất là đẹp các bạn. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Nó thì mình nói thêm một phần về cái vụ mà Fuji. Ví dụ nhiều anh em hỏi là Fuji Akunai là sao? Fuji Zit là sao? Thì so về cái bản thì hiện tại trên thị trường mình thằng Zit là xịn nhất, mắc nhất, tốt nhất. Đó. Còn cái phần chân ca hay là chân bớm hay là chân ba chân thì cái đó là cái phần inox ở ngoài đây nha các bạn. Đó. Đây nè, ví dụ như Fuji Zit khoen chân ca, đây là Zit là trong đây là phần xứ này các bạn. Nó tượng trưng cho phần xứ trong đây và chân ca là cái này. Ví dụ như Fuji Zit khoen chân bớm thì nó là chân cái phần inox trắng trắng này là bớm nha các bạn, hình bớm. Thì đặc biệt cái thằng chân ca này rất là khỏe các bạn, đánh rất là hầm hố luôn nè, các bạn thấy không? Đó. Thì đặc biệt mình có nói là cái phần phôi các bạn, phần phôi thì ví dụ ở đây này, đây là phôi caro, nhưng mà lên đây ảnh là bắt đầu chuyển qua là phôi sáng ít, bạn thấy không? Phôi caro, phần khúc phút gốc này là phôi caro nè, phôi caro nè, nhưng mà lên đây bắt đầu là phôi sáng ít. Và phần khúc ngọn nó là phôi sáng ít luôn các bạn. Đấy, mình thấy cái điều đặc biệt ở cái cần này là hai loại phôi trong cùng một cái cần. Bạn thấy đặc biệt không? Vô cùng đặc biệt. Đó, phôi này phôi carbon nha các bạn. Đó. Đây. Quen tròn bộ cái phần khoen của nó là khoen Fuji Zit, khoen chân ca hết. Và thằng 3 mét này nó có tổng số khoen là 1 2 4 6 7 7 khoen nha các bạn. 2 4 6 7 khoen, tính luôn đầu bu rồi 7 khoen. Đó. Thì phần ngọn của nó là ngọn 2.8 nha các bạn. Đây. Ngọn 2.8 mà ngọn Fuji, bạn thấy không? Đầu bu chống sắn, đầu bu Fuji chống sắn luôn. Còn 2.8, nói chung ngọn này cho anh em mình quýnh cảm giác. Và đặc biệt những cái dòng phôi carbon như này, tuy ngọn 2.8 nhưng mà nó vẫn cứng nha các bạn. Nó không mềm. Nó vẫn cứng chứ nó không mềm. Bạn thấy không? Ngọn tim mà ngọn 2.8 nhưng mà nó cứng chứ nó không mềm. Nó không phải giống như dần flip, cần flip thì nó dịu lắm. Đó. Điều đặc biệt mình khoái nhất là cái phần khoen nha các bạn. Khoen này khoen Fuji Zit thì khỏi chê luôn rồi, không có gì phải chê nữa. Chân là chân ca nó không có gì phải chê luôn. Đó, anh em săn là bây giờ hiện tại bây giờ trên thị trường anh em nào biết chơi, anh nào chơi chuyên nghiệp á
thì thường xăng là Fuji Zip là 1, Fan chân ca là 2 đó. Thì hai loại đó anh em du hồ đánh hay là đi đâu đánh thì nhìn vô là cái cần mình có chất lượng liền, nhìn vô là biết anh em mình biết chơi liền đó, nhìn rất là hầm hố đó các bạn. Đặc biệt là phôi là có cần mà có hai loại phôi trong đây luôn các bạn, một cái cần tích hợp hai loại phôi luôn, là phôi carbon caro nè, đây carbon sắn ít, bạn thấy không? Thì cái phần khớp nối của nó, khớp nối của nó thì khớp nối theo kiểu trên thụt xuống nha các bạn. Và hiện tại bây giờ đa số những dòng cần hiện tại mới bây giờ đều là trên thụt xuống hết thầy, ở trên thụt xuống thế này các bạn đó. Và đặc biệt cái dòng này nó chỉ xuống tầm khoảng ở đây thôi nha các bạn, nó xuống tầm khoảng tới đây thôi, nó không sát cái khớp này, bạn thấy không? Thường những dòng cần này nó chỉ tầm khoảng tới đây thôi đó, rất là đẹp, cực kỳ chất lượng. Phôi hai loại, khoan thì Fuji Zip khoan chân ca, đặc biệt này chân cao luôn nha các bạn, nhìn không rất là đẹp nè. Nhưng mà khi mà xuống cái size 2.4 á thì cái dàn khoan nó nhỏ lại chút xíu nha các bạn, vẫn là khoan chân cao, nhưng mà do 2.4 nó phù hợp với cái cần các bạn, cái kiểu dáng cần, chứ cái cần ngắn ngủn mà nhỏ xíu mà nó chơi nó độ dòng khoan bị chản lên thì nhìn nó kỳ quá ha, nó làm cũng tích hợp vừa đó. Đến từ thương hiệu Abu, rất là đẹp, cái là chất lượng các bạn ơi. Nó anh em nào mà yêu thích cái dòng này, nói chung nhìn vô là bạn thấy, nhìn thấy là đã kết nó liền, em nhìn em cũng mê mà đó. Thì có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em có để trên màn hình đó, gọi trực tiếp cho em, hoặc có thể bình luận dưới clip đặt hàng. Thì đặc biệt cái dòng cần này á, em ship đi tỉnh á, thì nó rơi vào khoảng 40.000 tiền phí thôi các bạn. Còn đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh là em miễn phí ship khu vực Hồ Chí Minh là em miễn phí ship hoàn toàn đó. Còn đi tỉnh là 40.000 tiền phí nha, anh em mà đặt hai cây cùng một lúc thì em sẽ miễn phí ship đó. Còn đi tỉnh là 40.000, thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu cũng được, là một cây cũng miễn phí mà hai cây cũng miễn phí đó. Còn anh em nào mà tới trực tiếp cửa hàng em lấy hàng thì em sẽ có thể là bớt tiền ship. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh á, tới lấy hàng thì bớt tiền ship và tặng thêm đồ cho mấy bạn. Anh em nào tới mua thì em sẽ tặng thêm đồ, tặng thêm quà, nói chung mình tặng quà anh em sẽ vui hơn. Đôi khi tiền anh em cũng không có cần thiết, nhưng mà quà đây như ví dụ như khóa lưỡi gì đó em sẽ vui hơn, và câu mà có cá thì anh em sẽ thích hơn đó. Thì bây giờ em sẽ quay, em gáp lại, em quay sơ sơ cho mấy anh em coi ha, coi nó đẹp như thế nào ha. Đây bây giờ em sẽ gáp một cây 3m. Thì nó rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Cái dòng này là ngọn 2.8 nhưng mà còn 2.8 quấn thì nó cũng hơi gọi là cảm giác á, nhưng mà ngọn 2.8 carbon sắn ít, nó cứng, nó không mềm, cứng các bạn. Thấy em Vũ thì cần không? Cái ngọn nó có quặt lắm nha các bạn. Dòng này mà anh em nào mà đi lua mà dạng lua hàng khủng nha, lua lóc bông rồi á, xuống lắm. Tại phen nó phen cao, phen Fuji phen cao. Đó, anh em mà chuyên đi lua lóc bông thì mấy cái dòng này nó sướng lắm nè. Còn lóc thường thì nó hơi cứng, nhưng mà anh em mà thằng hàng á, tay này 3m. Còn anh em này quấn cá cha thì thoải mái luôn, cá cha hồ, cá cha sông, tàu biển, thoải mái. Với ngọn 28 ti ngọn nhỏ, còn nhỏ nhưng mà cứng như các bạn, nó không mềm. Thì hàng phen hoặc cọc carbon luôn, nó cứng hết đó, rất là đẹp. Cái lớp chống sóc, mấy lớp rồi, không sao hết.
Rồi anh em nào có đặt hàng thì cứ đặt hàng sớm, em sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay luôn. Chỉ việc nhận hàng, khui hàng và kiểm tra, cầm đóng tiền giúp em là được. Nhìn hoa đã ghiền rồi, hoa dày lắm các bạn. Các bạn thấy không? Hoa gốc nó rất là dày nè. Nè, em để cho các bạn xem nè. Nè, rất là dày luôn các bạn. Phôi đặc biệt là nó có hai loại phôi luôn, một phôi sắn caro và một phôi sắn ít. Cái dòng này nó cũng khá là đặc biệt. Tải cá của nó là 40 lb là tầm khoảng 18 đến 20 kg nếu anh em nào dìu tốt. Rồi, thì thôi clip này nó cũng không có gì nói nhiều, thì em cũng nói cũng hết mười mấy phút rồi. Rồi em sẽ dừng clip ở đây ha. Anh em nào thấy hay thì có thể cho em xin một like, đăng ký kênh để xem nhiều video mới. Còn em nào thích thì có thể tới trực tiếp shop lấy hàng hay đặt hàng online. Hồ Chí Minh là em miễn ship, tới mua thì em sẽ giảm giá tiền xăng hoặc là tặng thêm đồ cho anh em. Rồi, xin chào và hẹn lại nha.